con em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bà nội của Kỳ Duyên xuống chơi với Kỳ Duyên nói chuyện với em. Mọi người cùng lắng nghe bà nội nói chuyện với Kỳ Duyên nha. Nói cái gì đây? Chính thì đi qua. Chính thì đi qua quýnh. Cái gì? Chính thì đi qua quýnh chứ gì? Nội nói gì vợ? Quý thì đi qua quýnh. Ủa quý gì chưa? Nghe không ạ? Ngủ không có quý? Ngủ là muốn ngủ hay chưa? Không có quậy chưa? Mặt nó ra đây nè mẹ. Nói qua quýnh con nghe chưa? Mặt nó ra đây nè. Nó đây gây ngủ quá. Gây lúc nãy giờ. Đi mà nè, mà nọ xuống rồi la đi mình nè. Đó, nó chung gây ngủ nữa rồi đó, đó. Ngủ la kêu qua. Gây ra kêu qua. Gây kêu qua. Nào cũng được lên sóng. Cái gì tiền ảnh hả? Kỳ Duyên mà. Ba lượt, ba thích gì hoa hậu Kỳ Duyên vợ em cũng được lên sóng. Ngủ rồi đó. Mấy quý giờ cũng chiều giờ thằng Bin nó kêu đừng, nó đòi vô phòng biết rồi. Kêu để cho em ngủ. Đâu ngủ ra gầy gầy ra chị ba đó. Chị ba la cái cho nó im rồi. Ngủ mắt nhắm mắt mở. Ngọ chú gầy gầy ra ẩm ra ba kêu ba nè, nói ba quan nè. Chị Duyên có quan nè. Ba quan ơi. Thức dậy kìa. Con gái thức dậy. Vậy nào? Vậy nào mà giờ ngủ rồi. Nó ngủ xong rồi thấy tả ấy rồi thay cho nó xong rồi nó thức luôn. Thức. Đó giấc ngủ của nó thức luôn. Bây giờ thức rồi chơi chút xíu thì ngủ. 11 giờ nó mới ngủ á. Giờ ngủ vô không nghe không? Quang nghe không? Ngủ quậy nghe chưa? Quậy bà nội nói với ba quýnh con nghe chưa? Nghe không? Muốn no ngủ chứ sao quậy nha. Bà nội dặn mấy lần rồi nghe chưa? Nghe không? Muốn no ngủ nha. Quậy hết cái đầu. Con với mẹ hết á. Bữa tóc đẹp ghê luôn. Kệ muốn ra tóc mới đẹp hơn. Nó ra đầy gì giờ muốn từ quá bữa tóc quá trời đẹp ghê vậy. Mấy cái tóc này tóc con mà cũng nhiều ghê chứ cắt một đống luôn ngủ rồi đổi cho con nghe từ ra bạn gái chào cô mà ông quan ẩm ra ba nét ba nét ba ba là hồi ngủ không thấy chưa. Nhìn chưa? Nó nhìn chị trên đó vậy ta? Ừ. Nhìn gì vậy? Nè. Mặt á tiếu. Nên mang khuê ngủ quá. Anh gái chào cô chú nào. Chào cô gì chú bác nào. Bây giờ con ngay ngủ rồi. Còn rồi con ngủ rồi. Giờ con ngủ rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con ngủ rồi. Ngủ ra tà ba tà nghe chú qua tà hơi im ngủ không bà nội du cháu ấy. Bà nội du cháu ngủ ba đứng lên đóng cửa phòng gì phòng nào phòng gì nè cái gì cũng phải từ từ mà nói chuyện. Bà nội du cháu mấy câu du truyền thống rồi. Luôn quậy vậy. Xuống chứ chính rồi cái du hội chi ngủ. Em ngủ rồi quay nữa. Em ngủ rồi quay nữa. Nó có nhắm mắt mở nó có ngủ sao? Cái tư lý kìa. Cười. Cười. Lại thức rồi.